Diễn giả Hoàng Nam Tiến gia nhập FPT từ rất sớm và giữ nhiều vị trí quan trọng. Năm 2008 là một dấu mốc quan trọng với FPT và cá nhân anh. Anh cùng công ty phân phối FPT đoạt doanh thu 1 tỷ đô la. Tuy nhiên, tiềm năng công nghệ thông tin của anh thực sự được phát huy khi đầu quân cho công ty trách nhiệm hữu hạn phần mềm FPT Software. Trong gần 10 năm qua, anh và các cộng sự đã tạo những bước đi vững chắc cho FPT Software trên con đường tiến tới World Class đẳng cấp thế giới. Với đội ngũ nhân sự 16.000 kỹ sư phần mềm đang làm việc tại các quốc gia có trình độ phát triển công nghệ thông tin bậc nhất trên thế giới như Mỹ, Đức, Pháp, Nhật Bản. FPT Software trở thành đối tác của khoảng 100 khách hàng nằm trong danh sách 500 công ty lớn nhất toàn cầu. Trong đó phải kể đến thương vụ Photoshop trở thành đơn vị phát triển dữ liệu hàng không mở của hãng hàng không hàng đầu thế giới Airbus, góp phần nâng vị thế của công nghệ Việt Nam trên trường quốc tế. Chúng ta hãy cùng mời anh Hoàng Nam Tiến bước lên sân khấu. Xin chào anh. Trước khi mà chúng ta bắt đầu cuộc trò chuyện với các bạn học sinh của trường Trung học phổ thông chuyên Hoàng Quốc Châu thì tôi được biết là khi mà tìm hiểu về anh về tập đoàn FPT Software thì được biết anh là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn ở tập đoàn FPT và FPT Software, và anh là một người con của quê hương Nghệ An. Tôi cũng được biết thêm là ba anh chính là một vị tướng trận tài ba, và đó chính là thiếu tướng Hoàng Đan, đúng không ạ? Và ông không những là một nhà chiến lược quân sự mà còn là tác giả của nhiều cuốn sách quân sự nổi tiếng. Vậy thì tôi rất tò mò là vì sao anh lại không chọn con đường binh nghiệp mà lại chọn công nghệ thông tin và con đường kinh doanh ạ? Và tôi nói với ba tôi là con không thể nào ở trong quân đội được, tại vì cái bóng của ba tôi nó lớn quá. Vì vậy thì nhà tôi quyết định là ra bên ngoài đi làm. Và cái nơi đầu tiên tôi đi làm đấy là FPT, cách đây 26 năm, và bây giờ tôi vẫn làm FPT. Dạ, vâng, vậy thì vậy thì cho tôi hỏi là liệu cái quyết định chọn nghề nghiệp công nghệ thông tin có ảnh hưởng nào từ người mẹ của anh không? Tôi muốn nói này, ở thế hệ chúng tôi hơi khác các bạn. Hồi đấy ở Việt Nam chưa có Internet. Thì đối với chúng tôi, cái máy tính nó cái gì đấy là đặc biệt lắm. Hồi đấy mỗi một chiếc máy tính được để trong những căn phòng có điều hòa nhiệt độ. Hồi đấy cũng phần lớn các gia đình và các văn phòng cũng không có điều hòa nhiệt độ. Thì chúng tôi thấy trời ơi, tại sao có những công việc nó tuyệt vời thế, được ngồi trong máy lạnh. Xong chỉ gõ máy tính trông rất là sang trọng, chứ nó không bình dân như bây giờ. Thế là tôi mới quyết định đi học. Nói thật là với điều thứ hai thì cũng đặc biệt. Bạn nào ở đây là học chuyên toán giơ tay ạ? Ôi sao ít thế ạ? Dạ vâng, tôi phải khoe tôi là học sinh chuyên toán của trường Chu Văn An, và sau đó là học sinh chuyên toán khóa đầu tiên của trường Hà Nội Amsterdam, và cũng phải khoe thêm tôi là lớp trưởng ở lớp chuyên toán. Thành ra hồi đấy rất là hot boy. Vâng. Thưa anh, là có mặt tại buổi giao lưu ngày hôm nay thì có gần 100 các bạn học sinh khối 12 đến từ trường Phan Bội Châu, và có rất nhiều trong số này đến từ khối tự nhiên, và tôi chắc là các bạn đang rất mong chờ được trao đổi trực tiếp với anh, bởi vì đối với các bạn thì chỉ còn vài tháng nữa thôi thì sẽ phải bước vào một kỳ thi rất là quan trọng, và sau đó là các bạn sẽ phải quyết định là học ngành gì và chọn trường nào, và không biết là anh sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm của mình với các bạn. Dạ vâng. Vâng. Và ngay sau đây thì anh có thể dành một lời, sẽ là thời gian của anh dành trao đổi với các bạn. Dạ vâng. Cảm ơn chị. Vâng, xin ạ. Dạ vâng. Chào thầy Thành, chào thầy Thủy, chào tất cả thầy cô giáo và các anh chị. Và chào tất cả các em trường Phan. Xin phép các thầy cô giáo, các anh chị là được xưng anh với các em, được không ạ? Dạ vâng, cho nó dễ. Ngày hôm nay tôi rất là vui. Tôi cũng một năm cũng về quê mấy lần, và tôi có lần trước tôi có được đề nghị rằng là sẽ được đến thăm trường Phan Bội Châu, một cái nôi của cả đất nước. Và rất đặc biệt là tôi cũng muốn chia sẻ các bạn là tại công ty, tại tập đoàn chúng tôi là có hơn 1.000 bạn là quê hương Nghệ An, trong đó có hàng trăm bạn là học ở trường Phan Bội Châu. Trong số đó thì có 405 bạn là kỹ sư phần mềm, và trong số 405 bạn đấy thì hiện giờ có 39 bạn đang làm việc, đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài, ví dụ như là tại Singapore, tại Mỹ, tại Nhật Bản, tại châu Âu. Thì ngày hôm nay nhìn thấy các bạn tôi thấy rất là vui, và tôi muốn kể câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay là tại sao chúng ta chọn trường nào và tại sao chúng ta đi làm nghề gì.
Một điều với tất cả các em đều biết, chắc các em cũng giống tôi. Ai ở đây sẽ chọn trường đại học do bố mẹ các em bảo? Giơ tay. Ôi tuyệt vời đấy. Tức là bố mẹ không có giá trị khuyên bảo gì. Ai nghe lời thầy cô giáo để chọn trường giơ tay? Cũng không có ai cả. Tuyệt vời. Ai nghe bạn bè xui giơ tay? À ít hơn nữa. Thì ai tự quyết định giơ tay? Tuyệt vời. Ôi, đúng là các em bây giờ khác hẳn thật. Bọn tôi ngày xưa ấy là phần lớn là do bố mẹ và thầy cô giáo xui. Bởi vì là thực ra là có biết cái nghề gì đâu. Khi mà tôi chọn ngành công nghệ thông tin thì thực ra chúng tôi cũng không biết rằng là ngày hôm nay ai cũng cầm, cũng có máy tính và ai cũng có cái smartphone. Thế thì ngày hôm nay tôi chia sẻ cái câu chuyện của cái thế hệ chúng tôi. Nói thật là phần lớn chúng tôi do tác động của bố mẹ. Bố mẹ mình không làm được cái gì trong quá khứ thì bắt con cái làm hộ. Có rất nhiều người, rất nhiều bạn đã chọn trường y bởi vì bố mẹ chỉ mơ ước con mình là trở thành bác sĩ. Có rất nhiều bạn là bị bố mẹ bắt là phải học trường ngoại thương bởi vì nghe nói học ngoại thương thì được đi nước ngoài. Thế hệ các bố mẹ các bạn là được ít được đi nước ngoài lắm. Đi nước ngoài là cái gì nữa, nó đặc biệt lắm. Khác hẳn bây giờ, các bạn đã, phần lớn các bạn đây giơ tay nói rằng là em quyết định. Và tôi mới phát hiện ra rằng hơn một nửa số em còn lại không giơ tay. Cũng không phải do bố mẹ quyết định, cũng không phải do thầy cô giáo quyết định, cũng không phải do bạn mình quyết định, cũng không phải do bản thân quyết định. Thì không rõ là vì lý do gì. Tôi muốn nói thế này. Tại sao tôi muốn đến ngày gặp các em ngày hôm nay? Bởi vì khi mà đi ra toàn bộ trên thế giới, đi vào những nước giàu nhất trên thế giới, những nước có nền công nghệ phát triển nhất thế giới, thì tôi mới chợt nhận ra một điều. Đấy là gì? Đấy là trong vòng tương lai rất gần, có rất nhiều ngành ngày hôm nay đang rất là hot sẽ biến mất trên thế giới này. Và đấy là một cái thực tế đang diễn ra. Tôi mới kể các bạn câu chuyện cách đây chỉ 2 năm khi được hỏi rằng là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ tác động gì ở nước ta. Thì tôi trả lời với lãnh đạo của nhà nước là việc đầu tiên là hàng triệu công nhân sẽ mất việc. Tại thời điểm cách đây 2 năm khi tôi trả lời như vậy, đã có rất nhiều người nghi ngờ câu tôi nói. Và đến ngày hôm nay nó đã trở thành ngay hiện thực rồi, chỉ sau 2 năm thôi. Tôi muốn nói các bạn, bây giờ một phần lớn trong số, tôi nghĩ là khoảng 70% trong số 2,7 triệu công nhân đang làm trong nghề dệt may. Phần lớn số, trong số hơn 1 triệu công nhân trong nghề làm da giày, gần 1 triệu công nhân trong nghề lắp ráp thiết bị điện tử sẽ mất việc trong thời gian không quá 5 đến 7 năm tới bởi người máy. Các hệ thống người máy hiện giờ nó có giá trị đâu khó khoảng 200.000 đô la Mỹ một người máy, thì giá nó sẽ giảm xuống 25.000 đô la Mỹ. Những con người máy như vậy nó có thể làm việc 24 giờ và 7 ngày, làm việc suốt ngày suốt đêm, làm việc trong những cái nhà máy, bây giờ tiếng Anh nó gọi là dark factory, tức là những nhà máy trong bóng tối vì người ta không cần đèn nữa. Đấy là đối với công nhân. Và hàng triệu công nhân đấy sẽ mất việc khi mà họ còn rất trẻ và họ sẽ chưa chuẩn bị được đào tạo lại để làm những công việc mới. Thế còn đối với các em, những học sinh trường Phan, những học sinh ưu tú như vậy, các em tin rằng là mình học giỏi, mình sẽ có rất nhiều nghề trong nghề đại học, học rất nhiều trường đại học, và ra trường các em tin rằng với tài năng của mình sẽ làm được việc. Thì tôi cũng muốn nói với các em rằng là trong tương lai rất gần thôi, hàng loạt cái nghề mà chúng ta mất rất nhiều công để đi học sẽ mất việc. Tôi nói ví dụ như thế này. Chắc các em đâu cũng có lần nào đấy đi qua các ngân hàng, các thấy các cô gái ở ngân hàng mặc áo dài rất là đẹp, ngồi trong phòng làm việc sang trọng và giao tiếp với khách hàng. Và tôi cũng muốn nói ra luôn là chắc là không quá đến 10 năm tới thì toàn bộ các cô gái đấy sẽ thất nghiệp. Họ đều tốt nghiệp, phần lớn tốt nghiệp các trường đại học tài chính, đại học ngân hàng ra, và phần lớn họ sẽ thất nghiệp. Thất nghiệp vì sao? Thất nghiệp bởi vì khi đấy người máy sẽ làm thay toàn bộ những công việc mà hiện nay những giao dịch viên ngân hàng đang làm. Và quan trọng hơn nữa là vì chính các em. Các em ở thế hệ bọn tôi gọi là thế hệ Z. Thế hệ Z tức là những thế hệ mà sinh sau năm 1996. Thì thế hệ Z có một đặc điểm rất đặc biệt. Đấy là một trong những hành vi, đấy là các bạn sẽ giao dịch ngân hàng mà không bao giờ muốn ra ngân hàng.
tất cả đều giao dịch online hết. Rồi ngay sắp đây các em sẽ đi học, ra Hà Nội đi học, thay vào thành phố Hồ Chí Minh đi học, đi ra nước ngoài đi học, thì việc đầu tiên của đầu tiên, bố mẹ sẽ làm cho em một cái thẻ tín dụng. Quy trình làm thẻ tín dụng bây giờ là gì? Là các em phải điền vào một cái form. Cái form đấy sẽ gửi cho ngân hàng. Ngân hàng sẽ dựa vào đấy làm đủ các loại thủ tục, và sau đó 2 tuần sẽ gửi cho em một cái thẻ Master hoặc Visa. Đấy là một cái thẻ tín dụng. Còn ngày hôm nay các em mất bao lâu để làm việc đấy? Hãng Apple, hãng điện thoại lừng danh đấy đang offer cho toàn bộ công dân trên toàn cầu mất có 2 giây. Em cầm cái điện thoại của em với cái đăng ký ở trong sẵn, em chỉ bấm vào xác nhận rằng là tôi muốn có một cái thẻ tín dụng, và hệ thống sẽ tự động đánh giá và cấp ngay lập tức cho em một cái thẻ ảo, và em không cần cái thẻ bằng vật lý mà các em cần phải nhìn thấy như bình thường. Đây, ví dụ như là tôi phải cấp thẻ như thế này. Thay vì mất hàng tuần, bây giờ chỉ hết mất có 2 giây thôi. Và ngay sau khi Apple làm như vậy, thì tôi cũng xin thông báo các bạn là tất cả các ngân hàng lớn nhất trên thế giới, và rồi các ngân hàng lớn nhất của Việt Nam cũng phải làm như vậy. Tức là gì? Có những nghề mà các em thấy hàng ngày hôm nay, hàng chục ngàn cô gái làm việc ở hàng trăm ngân hàng, hàng trăm địa điểm khác nhau trên toàn Việt Nam sẽ mất việc. Nghề thứ hai rất động chạm đến các thầy cô giáo ngồi ở đây. Đấy là nghề làm thầy giáo, cô giáo cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Tại sao thế? Vâng, các em nghĩ rằng nghề giáo là nghề vĩnh viễn. Đúng, nghề dạy học là nghề vĩnh viễn. Nhưng ngày hôm nay, xu hướng giáo dục trên thế giới đã thay đổi rất lớn. Và hiện nay ở hàng loạt các nước và kể cả Việt Nam, xu hướng giáo dục đấy cũng bắt đầu xuất hiện. Tức là thay vì là một giáo viên phải dạy 20 em học sinh ở các trường như lớp, các lớp chuyên. À, lớp tôi ngày xưa học chuyên toán thì có 28 người, không rõ các em thì bao nhiêu người một lớp, chắc là cũng có giới hạn. Hoặc là dạy đến 40-50 người trong cùng một lớp. Thì sắp tới đây, mỗi một em học sinh sẽ phải có một thầy giáo. Và mỗi một em học sinh sẽ không phải là cả một lớp sẽ học một cái giáo trình giống nhau cả 30-40 người. Mà mỗi một em tùy theo năng lực của mình, tùy theo cái sở thích của mình sẽ học những môn khác nhau. Và trong môn đấy em cũng học những thứ khác nhau. Tức là việc cá thể hóa trong ngành giáo dục sẽ diễn ra rất sớm. Tức là trong tiếng Anh bọn tôi gọi là mentor và mentee. Tức là có một người thầy hướng dẫn, là người hướng dẫn chính xác hơn là người thầy. Và có một học trò. Học trò sẽ chọn cho mình người thầy. Và bây giờ tôi nói ví dụ như thầy Thủy rất nổi tiếng ở trường Pháp Bội Châu. Thì các em thậm chí ở Hà Nội, ở Hồ Chí Minh, ở nước ngoài đăng ký học thầy Thủy. Và thầy Thủy sẽ thành mentor của các em đấy. Các em đấy đăng ký rằng là thầy ơi, do chênh lệch giờ múi giờ em muốn học vào lúc 7 đến 9 giờ tối. Và thầy Thủy sẽ dạy riêng em đấy từ 7 đến 9 giờ tối. Cái hiệu quả giáo dục đấy nó sẽ rất khác. Và rất đặc biệt này là đối với các em, lúc đấy các em sẽ học được đúng cái năng lực sở trường của các em. Không phải ai trên đời cũng học giỏi toán. Cũng chẳng phải ai trên đời cũng học giỏi văn. Và tôi muốn phát huy đúng cái sức mạnh đấy. Và cái đấy nó sẽ làm thay đổi toàn bộ ngành giáo dục. Và cái này nó rất hay ở chỗ là lúc đấy toàn dân, tất cả mọi người đều có thể trở thành thầy cô giáo. Chính các em cũng sẽ trở thành thầy cô giáo. Ngày hôm nay không biết là các em nào học cấp 3 đã đi làm gia sư, thì lúc đấy các em sẽ trở thành những gia sư mà chúng tôi gọi là những mentor. Các em sẽ dạy cho tất cả, kể cả những người lớn hơn em muốn học. Bởi vì tại sao? Em có năng khiếu chơi cờ vây, ai biết chơi cờ vây. Tôi sẽ chơi cờ vua, tôi sẽ dạy cho những người lớn tuổi hơn thích chơi cờ vây, thích chơi cờ vua. Tôi sẽ dạy cho những người, tôi biết nhảy như các em vừa rồi, tôi sẽ dạy cho những ai thích nhảy. Ví dụ như là các cô, các chị mà béo quá muốn nhảy cho nó gầy đi, thì sẽ học từ các em. Ngành giáo dục cũng bị ảnh hưởng rất lớn thế. Tiếp đến nữa, một ngành rất là cao quý là ngành y. Hiện nay hệ thống trí tuệ nhân tạo mà chúng tôi đang tham gia làm cùng liên quan đến ngành y đã làm thay đổi cái nghề bác sĩ rất lớn. Các em có thể thấy ví dụ như thế này. Cho đến ngày hôm nay, IBM là hãng công nghệ thông tin hàng đầu thế giới với hệ thống Watson, họ có hệ thống dự báo ung thư tốt hơn bất kỳ một bác sĩ chẩn đoán ung thư nào trên thế giới. Tại sao thế? Là vì họ sử dụng cái kiến thức của khoảng 5 đến 10.000 bác sĩ về ung thư giỏi nhất trên thế giới vào cùng trong một hệ thống. Khi mà họ nhận được tất cả các kết quả xét nghiệm và họ quyết định rằng sẽ thay đổi cái việc dự báo, thay vì bác sĩ
sẽ dùng máy móc để dự báo. Hiện nay FPT chúng tôi có một phần mềm về gọi là chẩn đoán các bệnh ngoài da. Chúng tôi đã thu thập dữ liệu của hàng triệu bệnh nhân bị bệnh các loại bệnh ngoài da và các cái chẩn đoán của các bác sĩ giỏi nhất trên toàn cầu. Chúng tôi tập hợp vào một cái cơ sở dữ liệu và lúc đấy chỉ cần một cái smartphone quét trên tay, quét trên mặt thì ngay lập tức chúng tôi chỉ định ra là những bệnh về da như thế nào. Và điều này cũng ảnh hưởng đến các bác sĩ. Vì vậy các em, những người đang ngồi ở đây cần phải có một sự lựa chọn vô cùng đứng đắn trong thời gian tới là ngành gì mà vào năm 2030 ở trên thế giới này người ta sẽ cần. Ngành gì vào năm 2030 trên thế giới sẽ biến mất. Con số mới nhất của tổ chức Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã nói rằng là 70 triệu việc làm sẽ biến mất trong thời gian rất ngắn tới, từ nay đến năm 2025. Tức là khi các em vừa tốt nghiệp đại học thì hàng chục triệu công việc trên thế giới đã bị biến mất. Nhưng mà đồng thời nó cũng sinh ra khoảng 130 triệu những công việc mới ở trên thế giới này. Vâng, xin cảm ơn anh Hoàng Nam Tiến. Vậy thì các bạn học sinh ở đây cũng đang rất là băn khoăn, không biết là những loại hình nghề nghiệp nào, cụ thể nào, những hình ảnh nào có thể cho các bạn xem, có thể hình dung được là những cái ngành nghề nào sẽ trở nên ngành hot trong tương lai ạ? Cuộc cách mạng 4.0 thì một trong những vấn đề, một trong những điều mà ngành quan trọng nhất của cuộc cách mạng 4.0 đấy là liên quan đến công nghệ thông tin và những ngành về chuyển đổi số. Thì trong tương lai những ngành liên quan đến gọi là data scientist, tức là những nhà khoa học dữ liệu sẽ trở thành một trong những ngành hot nhất trong thời gian tương lai. Những ngành liên quan đến trí tuệ nhân tạo, tức là AI, sẽ trở thành những ngành rất hot trong tương lai. Những ngành mà liên quan đến gọi là autonomous, các thiết bị điều khiển không người lái, sẽ là những ngành rất hot trong tương lai. Em ơi, có thể chuyển cho anh màn hình sang... Em chuyển, à được rồi. Ở đây tôi muốn chia sẻ vì nó chữ nó quá nhỏ với các em, nhưng mà tôi sẽ... hình ảnh này rất nhỏ nhưng mà tôi muốn nói đây là những nghề mà hiện giờ trên thế giới người ta rất ít khi nói đến. Nhưng mà theo dự báo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới và thì đây là những nghề mà sắp tới đây người ta sẽ quan tâm rất nhiều. Tôi nói một ví dụ, vì tôi đã nói đến ngành về gọi là data scientist, tức là nói về phân tích dữ liệu. Có những cái ngành mà các em có thể vô cùng ngạc nhiên, đấy là các kỹ sư nông học. Sắp tới đây với việc kết hợp của công nghệ thì nghề gọi là nông nghiệp sạch, nông nghiệp organic sẽ trở nên vô cùng hot. Và việc tác động của công nghệ dẫn đến chỗ nghề này đã được làm thay đổi rất là lớn ở trên thế giới. Ở đây có những nghề, để tôi cố gắng nghĩ ra, dịch ra tiếng Việt. Đây là một trong những nghề mà hiện nay ở ngay Việt Nam cũng bắt đầu đang phát triển. Đấy là làm sao để sử dụng được các năng lượng tự nhiên. Các em biết rồi là Việt Nam là một trong những quốc gia trong vòng 3 năm vừa qua có tốc độ phát triển điện năng lượng mặt trời nhanh nhất thế giới cùng với Ấn Độ. Đây là điều rất tự hào. Và sắp tới những nguồn năng lượng mới như là liên quan đến gió, liên quan đến sóng biển, liên quan đến nhiệt sẽ là những ngành mà vô cùng hot. Bởi vì sao? Bởi vì người ta sẽ cố gắng sẽ không sử dụng than nữa, người ta không sử dụng dầu mỏ nữa. Và đặc biệt là người ta sẽ cố gắng hạn chế sử dụng năng lượng hạt nhân bởi vì sự nguy hiểm của nó. Thì những ngành mà sử dụng năng lượng tái tạo liên quan đến mặt trời, liên quan đến gió, liên quan đến nhiệt, vân vân sẽ là ngành rất hot trong tương lai. Có một ngành mà bây giờ các em nói ra rất nhiều liên quan đến là công nghệ, liên quan đến gọi là tái sử dụng. Các em biết là phong trào mà chúng ta không sử dụng nhựa bởi vì là nó ảnh hưởng đến môi trường. Thì sắp tới thì tất cả các loại đồ dùng sẽ làm sao để được thiết kế để có thể tái sử dụng được, liên quan đến sắt thép, liên quan đến nhựa, liên quan đến gỗ, liên quan đến các vật liệu khác. Đấy là một trong những ngành mà trong tương lai sẽ vô cùng phát triển. Ở đây thì các em sẽ nhìn thấy là những... Tôi sẽ... Vâng. Có một nghề rất đặc biệt, vô cùng truyền thống, mà người ta dự báo rằng là năm 2030 vẫn rất hot. Các em có thể tưởng tượng là nghề gì không ạ? Nghề lính cứu hỏa. Mặc dù là bất kể là có hệ thống robot
Thì cái này người ta cố ý vào đấy. Tức là người ta vẫn nói rằng là cái con dù là có robot thì những người lính cứu hỏa vẫn cần như bình thường. Tôi cũng vô cùng ngạc nhiên về chuyện này và tôi thấy thực sự là cái tính nhân văn khi mà người ta chọn một nghề như vậy. Thế thì tựu chung lại, những nghề trong tương lai sẽ xuất hiện là gì? Những nghề trong tương lai xuất hiện đấy là những người nghề dựa trên những nền tảng công nghệ hiện nay đang phát triển, liên quan đến công nghệ sinh học, liên quan đến công nghệ thông tin. Và đặc biệt là những gì các em là những người học ngành tự nhiên thì tôi rất muốn nhấn mạnh đến đấy là những gì liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Các em hãy tin rằng trong vòng thời gian rất ngắn tới, 1-2 năm tới thôi, thì ngành trí tuệ nhân tạo sẽ xâm lấn ở trong tất cả các lĩnh vực. Và khi tôi nói rằng là nghề bác sĩ bị ảnh hưởng, nghề giáo bị ảnh hưởng, nghề thầy giáo bị ảnh hưởng, nghề ngân hàng bị ảnh hưởng, tại sao thế? Bởi vì chính là vì sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đã cho phép là thay thế được con người trong rất rất nhiều lĩnh vực. Vâng. Chị Yến muốn hỏi gì ạ? Tôi có một câu hỏi, đó là với những cái nghề nghiệp mà có nguy cơ biến mất cũng như là có những cái dạng nghề nghiệp mà có thể sẽ trở nên hot trong tương lai, thì không biết là các bạn học sinh chúng ta ở đây có bạn nào có câu hỏi dành cho anh Hoàng Nam Tiến không ạ? Các bạn đang mong muốn làm nghề nghiệp gì trong tương lai, và nếu có băn khoăn thì các bạn có bất kỳ câu hỏi nào dành cho anh không? Em là Nguyễn Trung Quân, học sinh lớp chuyên tin của Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu ạ. Vậy thì em có câu hỏi là anh nói là trí tuệ nhân tạo sẽ có một ảnh hưởng rất là lớn trong thế giới trong những năm tới. Vậy thì anh có đánh giá như thế nào về vị trí của khoa học máy tính thuần, tức là khoa học máy tính 3.0 trong những năm tới ạ? Em xin cảm ơn ạ. Dạ vâng, tôi cũng muốn nói thế này. Tôi nói ví dụ cho em một chuyện. Mọi người học công nghệ thông tin thì việc đầu tiên là học lập trình, đúng không ạ? Chắc các em học ở phổ thông thì chủ yếu là học lập trình. Và các em nghĩ rằng đấy là cái nghề quan trọng nhất, đúng không? Quân, anh rất muốn giới thiệu, sau buổi này anh sẽ giới thiệu cho em một cái nền tảng hiện nay bọn anh đang phát triển, mới ở Việt Nam thôi. Thì thế này, một trong những ngôn ngữ lập trình mà thuộc loại phổ biến nhất tại Việt Nam và trên thế giới, đấy là Java. Các em có học Java không nhỉ? Vâng, thì tôi tiết lộ bí mật, các em đừng có nói ra ngoài, không rất phiền cho bọn tôi, là hơn 5% dòng lệnh Java hiện nay chúng tôi đang sản xuất là do máy làm ra. Hiện nay các kỹ sư lập trình của chúng tôi chỉ có code có gần 50% thôi, còn 50% nữa là hoàn toàn do máy tự sinh ra. Sắp tới đây các ngôn ngữ chính mà các em biết đến, ví dụ như C, như ví dụ như C cộng cộng, C sharp, vân vân. Kể cả những ngôn ngữ hiện đại hơn như là Python, Google Go, vân vân, đều, tôi nói đều, phần lớn do máy sinh ra. Tức là một trong những việc quan trọng nhất của các nghề công nghệ thông tin, đấy là lập trình, thì bây giờ AI, tức là trí tuệ nhân tạo, cũng chiếm đấy. Nghề cũng rất quan trọng trong nghề khi mà làm lập trình, đấy là testing, tức là kiểm tra tất cả cái tính đúng đắn của cái việc mình lập trình. Thì với việc mà áp dụng RPA, tức là Robot Process Automation, tức là hệ thống dùng hệ thống người máy để xử lý, thì hiện giờ khoảng 90% công việc đấy đều do máy thực hiện. Vì vậy, nếu mà các em học về công nghệ thông tin, những ngành mà em gọi là 3.0 ấy, công nghệ thông tin gọi Computer Science, khoa học máy tính, thì hãy nhớ rằng cái thời gian học về lập trình không cần quá nhiều. Em cần học rất rất nhiều về toán. Bởi vì lúc này những điều mà máy nó chưa làm được cho mình, đấy là mình phải làm sao tạo ra được những thuật toán tối ưu nhất để làm việc. Đấy là câu trả lời cho em. Và anh tin rằng vì là em học công nghệ thông tin, thì anh lại nhắc lại các bạn học công nghệ thông tin thường sẽ bỏ qua môn toán. Thì anh cũng muốn nói lại với các em ngồi ở đây, toán sẽ vẫn luôn luôn là môn cơ sở của tương lai, là môn cơ sở của trí tuệ nhân tạo. Vâng, xin cảm ơn anh Hoàng Nam Tiến. Như vậy là các bạn đã nắm rõ nội dung mà anh Hoàng Nam Tiến đã trả lời. Vâng, nhưng mà tôi phải bập một tí. Vâng. Bởi vì nếu không các em bị sa đà vào chỗ khác. Tôi muốn nói ngành toán nó rất rộng. Ngành toán vô cùng rộng. Xin lỗi các thầy vì có cả các thầy ở đây nhé. Tôi phải nói thận trọng hơn. Tôi muốn nói thật các em như này.
những cái ngành, những cái môn toán mà hiện nay nhiều khi các em bị bắt học ấy, liên quan đến vi phân, tích phân, tôi nói thật nhé, ra đi làm rất ít khi dùng đấy. Các em học nhiều logic, học nhiều xác suất thống kê, học nhiều tổ hợp, vân vân. Thì tôi nói thật là những ngành toán đấy ứng dụng trong thực tế cuộc sống mới nhiều. Tại vì ngành toán nó rất rộng. Vâng, xin cảm ơn anh Hoàng Nam Tiến. Vậy thì đứng trước những cái thách thức như vậy thì các bạn trẻ ngày nay thì sẽ cần phải chuẩn bị những cái điều gì, những cái kỹ năng gì để có thể hội nhập tốt vào cái cuộc cách mạng công nghệ 4.0 ạ? Dạ vâng, các em biết rồi, rất rất nhiều những gọi là năng lực của các em ngày hôm nay trong tương lai sẽ không dùng đến. Đấy là điều rất đáng tiếc. Cách đây mới chỉ có 3 năm ở FPT chúng tôi, chúng tôi tổ chức hàng trăm lớp học tiếng Anh để cho nhân viên. Ngày hôm nay ở công ty chúng tôi, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Pháp là điều kiện bắt buộc đối với tất cả ai muốn đi làm. Bây giờ các em đừng bao giờ nghĩ rằng tiếng Anh là ngoại ngữ nữa. Mà bây giờ một trong những điều đầu tiên là các em phải biết tiếng Anh. Và tất nhiên nếu các em biết thêm một ngoại ngữ nữa, ví dụ như là tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp vân vân, là lợi thế cạnh tranh. Ngày hôm nay các em ngồi ở đây, nếu như thực sự các em không sử dụng một tiếng Anh một cách thành thạo thì các em sẽ không có tương lai trong tương lai. Tôi nói thật là ngay cả bài trình bày ngày hôm nay, tôi đã nhờ hai bạn học ngoại thương, trong đó có một bạn người Nghệ An đã cố gắng dịch ra tiếng Việt và thực sự là vô cùng khó khăn với bản thân tôi. Và chúng tôi không nhiều chỗ là chúng tôi không diễn đạt được, không phải vì chúng tôi xính ngoại ngữ, mà bởi vì là trong suốt rất nhiều năm là sử dụng toàn bộ những khái niệm, những cái câu chuyện đều bằng tiếng Anh. Thành ra khi mà dịch lại, không phải vì là tiếng Việt mình kém, mà cũng không phải là vì mình không muốn diễn đạt bằng tiếng Việt, mà thực sự là thấy khó khăn. Và ngày hôm nay khi mà chủ đề là công dân toàn cầu, thì tôi muốn nói các em tiếng Anh là một, bây giờ là ngôn ngữ chứ không phải là ngoại ngữ, là bắt buộc. Tôi rất rất mong muốn là trường Phan với truyền thống học của mình, tất cả các em ngồi ở đây ra trường, điểm tôi nghĩ rằng điểm tiếng Anh IELTS ít nhất là độ khoảng 5.5, 6 chấm, rồi điểm TOEIC đâu đó khoảng 750 gì đó. Tôi nghĩ đây không phải là quá khó với các em. Và đấy là một hành trang và đấy là một lợi thế vô cùng tốt. Khi mà tôi hỏi rằng mỗi một năm ở trường Phan chúng ta chỉ có 5-60 em ra đi học nước ngoài, thì tôi hiểu rằng các em số lượng đi học nước ngoài quá ít. Không phải vì là gia đình các em không có điều kiện, tất nhiên ảnh hưởng của gia đình nữa, nhưng một trong những lý do rất quan trọng đấy là các em rất khó vượt qua được cái cửa ải về ngoại ngữ. Bởi vì chúng ta vẫn nghĩ đấy là ngoại ngữ. Còn nếu như ngay từ năm lớp 10 và bây giờ đến lớp 12, các em tin rằng tiếng Anh là một ngôn ngữ bắt buộc, một cái skill, tức là một cái nền tảng bắt buộc, kỹ năng bắt buộc, thì đương nhiên các em sẽ đạt được kết quả. Học tiếng Anh không có gì khó cả. Kỹ năng thứ hai mà đối với các em ngày hôm nay hay nói đấy là chăm chỉ. Thì tôi muốn nói rằng đến năm 2030, năm 2050, chăm chỉ vẫn là điều quan trọng. Cách đây mới chỉ có 3 ngày, người ta hỏi anh Trương Gia Bình, chủ tịch tập đoàn FPT, một tập đoàn của cả tập đoàn chúng tôi, lãnh đạo lớn của tập đoàn, người sáng tập lập đoàn FPT, rằng là anh tự hào nhất gì, cái đức tính nào của mình. Thì anh Bình sau một hồi suy nghĩ, anh trả lời là chăm chỉ. Và điều này thì tôi vô vô cùng tự hào, bởi vì người Nghệ An chúng ta và người và học sinh của trường Phan, đây là một trong những ưu điểm của các em, đấy là chăm chỉ. Ở đây tôi có liệt kê tất cả những cái gọi là kỹ năng mà đến năm 2030 người ta cần đến. Thì một trong những kỹ năng đầu tiên người ta đánh giá đấy là gì? Đấy là kỹ năng giải quyết vấn đề. Các em sẽ nhanh chóng ngay ở tuổi này, vào tuổi 18, 17, 18, các em nhanh chóng phải tự giải quyết mọi vấn đề bằng hiểu biết của mình. Các em sẽ có sự giúp đỡ của bố mẹ, có sự giúp đỡ của thầy cô giáo, của bạn bè. Nhưng một trong những kỹ năng mà trong tương lai người ta cần đấy là năng lực giải quyết được vấn đề một cách hoàn chỉnh. Nghe thì rất buồn cười,
Nhưng mà đấy là kỹ năng. Kỹ năng thứ hai mà người ta nhấn mạnh rất nhiều, đấy là kỹ năng mà các em có khả năng phản biện trong mọi vấn đề. Tôi sẽ lát nữa tôi sẽ trình bày kỹ hơn về gọi là 6 cái bước yêu cầu của các em trong tương lai. Nhưng mà một trong những cái yêu cầu đấy là kỹ năng phản biện, kỹ năng khả năng nghi ngờ. Cái điều này là ảnh hưởng rất nhiều đến thầy cô giáo. Ngày xưa chúng ta hay nói một câu, thế hệ chúng tôi hay nói là thầy em nói thế, thầy em bảo thế. Thì ngày hôm nay các điều thầy cô giáo nói, các em phải biết nghi ngờ, các em phải biết kiểm chứng lại điều đấy. Có rất rất nhiều điều các em tưởng rằng chân lý trong khoa học thì ngày hôm nay đã thay đổi. Có rất nhiều điều chân lý trong xã hội, thực ra chúng ta cũng phải nên nghi ngờ. Kỹ năng, khả năng về việc suy nghĩ phản biện trong mọi vấn đề sẽ làm cho các em có những suy nghĩ mới, khác biệt. Tiếng Anh gọi là out of the box, tức là chúng ta không suy nghĩ trong những khuôn khổ mà đã được định sẵn, đã được dạy dỗ sẵn. Chúng ta sẵn sàng suy nghĩ những điều mới hơn. Và vì vậy thì nha, các em thấy là các bạn trẻ bây giờ ở cả lứa tuổi các em, họ hay làm startup. Có lý do gì khi mà rất rất nhiều nhân viên của đồng nghiệp của tôi ở công ty là không có bằng đại học? Bởi vì rất nhiều bạn trong số đấy chỉ hơn các em có 2-3 tuổi. Có một số bạn sinh năm 2000, tôi có một nhân viên, một bạn đồng nghiệp người Nghệ An sinh năm 2000. Bạn bỏ học giữa chừng sau 2 năm đầu tiên và tuyên bố rằng là em cái gì em cần học trong đại học em học xong rồi. Và anh có nhận em nếu em không có bằng đại học không? Tôi bảo anh nhận. Và bạn đấy làm việc rất xuất sắc. Tất nhiên tôi không xui các em bỏ học. Bởi vì là khi mà ai định bỏ học thì tôi nói thật là các em nên đỗ vào trường Harvard, sau đó em bỏ học nó mới oai. Còn nếu mà đang bỏ học ở trường Phan thì cũng chưa oai lắm. Có đúng không ạ? Vâng. Mời chị. Vâng, xin cảm ơn anh. Như anh Hoàng Nam Tiến vừa chia sẻ là chúng ta phải có cái khả năng phản biện, và một trong những khía cạnh đó chính là hãy đặt câu hỏi cho anh Hoàng Tiến Nam, bởi vì đây là cơ hội rất là hiếm có đối với chúng ta, một người đã có kinh nghiệm rất nhiều trong lĩnh vực công nghệ thông tin nói riêng và cũng như là cái công nghiệp phát triển sự nghiệp riêng của mình. Xin mời các bạn học sinh ạ. Vâng, xin mời bạn. Em xin giới thiệu là em tên Phan Đức Thủy, 12 chuyên toán của trường Phạm Bội Châu. Em cũng muốn đặt câu hỏi cho anh Nam, đó là anh Tiến. Điều toán học, liệu toán có phải là kỹ năng trong cần thiết khi mà trí tuệ nhân tạo có tiềm năng quan trọng đến thế trong tương lai? Tất nhiên, bởi vì anh cũng học toán mà. Yeah. Vâng. Anh học chuyên toán từ lớp 3, lớp 12, vào đại học cũng học chuyên toán, cũng học chuyên ngành toán rồi mới chuyển sang học công nghệ thông tin. Đương nhiên, nhưng mà anh lại cũng nhắc lại ngành toán nó rộng lắm. Thành ra em chọn những ngành toán, những phần ngành toán mà nó có ứng dụng thực tế nhiều hơn. Logic, xác suất thống kê. Em thì nghĩ rằng thì hầu hết có nhiều người thì không có năng khiếu về toán và không ai cũng phải cùng biết sử dụng các định lý về xác suất hay là gì đó để tiến sâu vào công nghệ. Vào ngành trí tuệ nhân tạo thì có đường nào khác để tiến đến? Vô cùng dễ em ạ. Bởi vì là với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo thì phần lớn tất cả các thuật toán đã được có sẵn hết rồi. Tức là sử dụng thư viện. Em chỉ cần nói, vâng, có từ điển sẵn rồi. Tức là em chỉ cần nói ra yêu cầu thôi là xong. Còn thật ra nghĩ ra những thuật toán tối ưu mới là khó. Thì thôi cái đấy dành cho một số ít người, ví dụ như em. Em thì là Huy đúng không? Dạ vâng. Vâng đấy. Thế còn những bạn mà không có năng lực lắm về toán thì các bạn sẽ sử dụng những cái hàm thư viện đã có sẵn. Câu hỏi kết thúc. Rồi, cảm ơn em. Vâng, xin cảm ơn anh Nam Tiến. Có bạn nào đặt câu hỏi cho anh Nam Tiến nữa không ạ? Nếu như không phải là câu hỏi về công nghệ thông tin thì các bạn cũng có thể đặt câu hỏi về định hướng nghề nghiệp trong tương lai dựa vào năng lực của bản thân mình. Vâng, tôi muốn chia sẻ các em thì các em sẽ dễ hỏi hơn. Ai ở trong số này các em không bao giờ chụp ảnh selfie, giơ tay? Không bao giờ tự giơ máy lên chụp? À, toàn các bạn trai, không có bạn nữ nào à? À, có mấy bạn nữ liền. Vâng, tôi muốn kể câu chuyện về công dân toàn cầu với các em. Tại sao tôi lại chọn chủ đề là công dân toàn cầu? Các em có thấy một điều thực tế, mặc dù là bố mẹ các em rồi các thầy cô giáo đây cũng không vui lắm, nhưng mà thực tế là gần như 100% các em đang ngồi trong căn phòng này sẽ không ở lại Nghệ An trong vòng một năm nữa. Các em sẽ bay đi khắp nơi. Các em sẽ ra Hà Nội, vào thành phố Hồ Chí Minh, ra Đà Nẵng, ra nước ngoài đi học tập.
Và rồi 95-99% trong số các em cũng không quay về Nghệ An làm việc trong vòng 5-10 năm nữa. Có đúng không? Vậy đường nào cũng đi. Thì tôi muốn chia sẻ với các em câu chuyện về là nên đi ra nước ngoài như thế nào. Tôi rất là muốn có cái clip mà các đồng nghiệp của tôi ở 30 thành phố khác nhau trên toàn cầu, ở 16 quốc gia khác nhau. Hiện nay thì chia sẻ các em là tôi có hơn 15.000 đồng nghiệp, trong số đó thì có 2.800 người là làm việc ở nước ngoài, và trong số họ thì có gần 2.000 người là người Việt Nam. Vâng, vậy thì ngay bây giờ xin kính mời các thầy cô giáo và các bạn học sinh hãy cùng theo dõi một clip mà anh Nam Thiện của chúng ta vừa nhắc tới. Chúc mừng FPT 30 tuổi, thay mặt cho 15.000 thành viên của FPT Software ở khắp nơi trên toàn cầu, chúc mừng chàng trai 30 tuổi. Happy birthday, FPT. 30 years. 30 years of a great, amazing success story. Maligayang karawan, FPT. Sana ipatuloy nating baguhin ang mundo. Chúc mừng sinh nhật, FPT. Tôi hy vọng chúng ta sẽ phát triển hơn. Happy birthday, FPT. Happy birthday, FPT. Happy 30th anniversary, FPT. Feliz cumpleaños, FPT. Shengri Kuala, FPT. Hartliche Felicitas, FPT. Bon anniversaire, FPT. Chúc mừng sinh nhật, FPT. Satchamajindan, FPT. Shubhashay, FPT. We feel great at the age of 30. Happy birthday, FPT! Happy birthday, FPT! Chúc mừng sinh nhật, FPT! Chúc mừng
a great honor to be part of FPT family, and happy 30th anniversary. Happy 30th anniversary, FPT. We're so thrilled to be a part of the FPT family and looking forward to another great 30 years ahead. Congrats. Happy 30th anniversary, FPT. Và trong số đồng nghiệp của tôi hiện giờ có hơn 1.000 người là quê ở Nghệ An. Có 405 bạn là những chuyên gia về phần mềm đang làm việc ở khoảng 16 quốc gia khác nhau, ở 30 thành phố khác nhau như thế này. Lát nữa tôi sẽ gửi cho các em những cái clip mà của chính các bạn người Nghệ An sẽ gửi đến lời chào đến các em. Và tôi nghĩ rằng đấy là một cái điều làm thay đổi. Các em sẽ phải làm sao để chuẩn bị cho mình những kỹ năng để làm sao ngay ngày mai thôi, năm sau thôi, các em sẽ bước ra nước ngoài để học tập. Và nếu mà dù có học ở Việt Nam, các em cũng sẵn sàng những cái kỹ năng để ngay sau khi học được 2 năm đầu tiên, 3 năm đầu tiên, các em sẽ bay đi khắp nơi trên thế giới, đến những quốc gia giàu nhất trên thế giới, những quốc gia có trình độ công nghệ phát triển nhất trên thế giới, ví dụ như là Mỹ, Nhật Bản, nước Đức, nước Pháp, Singapore, nước Úc để làm việc. Lúc đấy các em sẽ phải cạnh tranh với những công ty công nghệ lớn nhất trên toàn cầu. Các em sẽ phải làm việc với những hãng lớn nhất trên toàn cầu để chứng minh được cái trí tuệ Việt Nam, chứng minh được trí tuệ của người Nghệ An, chứng minh trí tuệ của học sinh trường Phan. Thưa anh Nam Tiến, câu hỏi đến từ Facebook Kim Hoa 33 Phan và nội dung câu hỏi như sau. Làm sao để cho con trẻ có tính tự học và xem việc học là điều hứng thú và hành trang trong cuộc đời ạ? Con gái tôi sinh năm 99. Hiện giờ đang học Nhật Bản. Thì vào năm đấy là năm 10 tuổi, tôi bảo là ba nghĩ là tại sao con không học tiếng Nhật. Nếu mà con học tiếng Nhật ấy, thì con sẽ không phải chờ độ 2 tháng khi mà cái bản tiếng Nhật xuất bản ở Nhật Bản, Kim Đồng họ mua bản quyền rồi dịch ra tiếng Việt. Thế bạn bảo là nhưng mà học tiếng Nhật khó lắm. Bảo chuyện khó hay là chuyện mà con thích đọc đấy là quan trọng hơn. Và bạn quyết định là bạn học tiếng Nhật. Và tôi cũng muốn nói các bạn là chỉ sau có 1 năm thôi, chỉ sau có 6 tháng thôi, bạn đấy đã đọc được tiếng Nhật để xem truyện tranh. Và những cái gì mà các bạn không thể hiểu thì bạn lại hỏi bạn bè và trở thành một cộng đồng ở trên mạng. Cộng đồng đấy hiện nay đang hoạt động rất mạnh, anime manga ở trên mạng rất của Việt Nam là rất lớn. Không biết là các em có tham gia không? Và tiếp đến là bạn đấy xem anime thì ngay lập tức bạn ấy quyết định là sẽ học tiếng Nhật và nghe tiếng Nhật. Và bây giờ con gái tôi nói tiếng Nhật hoàn toàn giống người Nhật, chứ không vì không học qua người Việt mà bạn ấy học tiếng Nhật qua phim hoạt hình. Ở đây cái ví dụ này có nghĩa là gì? Nếu như thực sự là có đam mê thì các em làm những việc mà bình thường ở các em học sinh, sinh viên mà muốn học tiếng Nhật phải học 4 năm trời mới đạt được trình độ N2. Thì lúc đấy tôi chứng kiến con gái tôi học đúng 1 năm rưỡi đã có trình độ N2 tiếng Nhật. Và lúc đấy mới chỉ có 15 tuổi. Và bạn xem hoàn toàn thoải mái anime và manga bằng trực tiếp tiếng Nhật. Và xem ngay khi mà nó vừa xuất bản ở Nhật Bản. Đấy là sống bằng đam mê là vì thế. Và tôi nghĩ rằng đối với các em cũng vậy. Tôi thấy rất rất nhiều em học sinh cấp 2 thôi và cấp 3 hiện giờ lập trình giỏi không kém gì các anh chị khác. Bởi vì sao các em không bị sa vào những bài toán lập trình mà các thầy cô giáo giao ở trên lớp? Các em đã chủ động sử dụng ngôn ngữ lập trình đấy để làm những việc khác. Ví dụ tôi đã chứng kiến một em học sinh cấp 3, bạn này rất là hot boy hơn nhiều em ở đây. Bạn ấy có nhiều cô bạn gái
và bạn ấy đã sử dụng cái nền tảng gọi là AI platform, nền tảng về trí tuệ nhân tạo của chúng tôi, và xây dựng lên một con chatbot và có thể để nói chuyện với nhiều cô bạn gái cùng lúc, mà trong khi đó thì bạn vẫn tập trung vào việc học đại học, à học thi đại học. Con chatbot này có thể phục vụ bạn là nói chuyện với 20 cô bạn gái và 30 cô bạn gái một lúc một cách rất là thành thạo. Vâng. Điều đấy nghĩa là gì ạ? Điều đấy có nghĩa là bằng đam mê thì chúng ta sẽ có cái sự rất là khác biệt. Lúc nãy tôi muốn nói là thay đổi của ngành giáo dục, thì tôi cũng muốn nói là tôi rất mong muốn rằng là các em, mỗi một em ở đây sẽ được phát triển bởi những cái gì mà là thế mạnh riêng của các em. Và các em sẽ được phát triển bởi những cái gì mà các em ham muốn, ham thích. Tôi nghĩ rằng tương lai của giáo dục nó sẽ phải đi theo hướng đấy. Để mỗi một cá nhân sẽ được cá thể hóa. Các em sẽ không phải học tất cả chương trình giống nhau. Và nếu mà với lời với vị phụ huynh thì hãy tìm ra cho con mình một cái đam mê gì đấy. Đam mê về hội họa, đam mê về âm nhạc, đam mê về hát. À, ví dụ về hát, tôi có một cái anh bạn, anh đã quyết định cho con mình dừng học cấp 3 2 năm. Bởi vì cô gái đấy, cô con gái 15 tuổi rất là mê hát và đã đưa vào Sài Gòn, hai cậu truyền cả công việc vào Sài Gòn ngồi để phục vụ cô con gái đấy đi hát, đi tham dự những chương trình như là Việt Nam Idol, The Voice các thứ. Và cậu rất tự hào, cậu bảo thôi cái chuyện học thì lúc nào cũng học cũng được. Nhưng cái đam mê này nó phải cần được nuôi dưỡng, được phát huy. Điều này cũng rất khó các vị phụ huynh. Nhưng mà nếu như thực sự con mình có năng lực về một hướng nào đấy, hãy làm sao cho nó tỏa sáng. Vâng, xin cảm ơn anh Nam Tiến. Như vậy là đối với các bậc phụ huynh thì chúng ta không nên là đặt cái ước mơ, cái nguyện vọng của mình lên con trẻ, mà hãy quan sát và hãy tìm hiểu xem con trẻ mình thích gì và có thế mạnh gì, đúng không ạ? Dạ vâng. Vâng, trước khi mà chúng ta nghỉ giải lao thì anh Nam Tiến có nhắc tới là muốn chia sẻ với các bạn học sinh ở đây những lời chào từ những người kỹ sư công nghệ thông tin đến từ Nghệ An, và chúng tôi rất mong chờ được xem clip đó ạ. Dạ vâng. Tôi có hỏi các bạn đồng nghiệp là hey các em, những ai là người Nghệ An giơ tay, thì ở trong công ty có hơn 400 bạn và các bạn sẽ gửi cho các em những clip nhiều bạn ở rất nhiều huyện khác nhau. Trong đó có một bạn theo tôi biết là cũng học sinh trường Phan. Vâng. Trước mình cũng biết về trung học phổ thông Phan Bội Châu, nhưng mà vì một vài lý do nào đấy mình lại không thi vào, nên là cũng khá là tiếc. Nhưng không sao, mình rất là ngưỡng mộ các bạn Phan Bội Châu lắm ấy. Mình tham gia FPT từ hồi sinh viên, dưới danh sách là dưới danh nghĩa là thực tập sinh 3 tháng học và làm FPT, thì mình cảm thấy rất là thú vị nên là mình quyết định làm việc cho FPT kể từ đó. Môi trường làm việc ở FPT thì rất sáng tạo, có việc khó, việc dễ, ai cũng có việc để làm hết. Văn hóa thì đa dạng, đặc trưng, có những thứ thì chỉ có ở FPT hay trong công ty FPT mới có thôi, nên là bạn nào cũng có thể phù hợp được với môi trường ở FPT. Đặc biệt một cái nữa là ở FPT bạn có thể có cơ hội được đi khắp nơi làm việc với rất nhiều khách hàng từ Malaysia, Singapore, Đài Loan, Mỹ, Trung Quốc, vân vân, đến châu Âu. Mình cũng đã đi gần hết những cái đất đấy. Thì hiện tại mình đang sống ở Austin cùng với gia đình. Còn mình hy vọng một ngày nào đấy các bạn cũng có thể sang đây, mang cả gia đình sang đây sống và làm việc cùng với FPT. Nếu như may mắn thì có thể gặp các bạn ở Austin chẳng hạn. Đấy. Ok, chúc các bạn một năm học hành suôn sẻ, mọi thứ tốt đẹp và thành công. Hãy vào App Shop được 3 năm rồi. Hiện tại anh đang làm ở vị trí quản trị dự án của App Shop. Đấy là công việc khá là hay ho và ổn định. Ngoài ra thì nó còn kích thích sự sáng tạo rất là nhiều. Anh từng là một cựu học sinh trường Phan và anh có gửi gắm đến mọi người là mong muốn rằng
và người trong cuộc sống này luôn không bao giờ từ bỏ niềm tin của mình, luôn luôn sáng tạo và luôn luôn mong muốn phát triển bản thân. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hiện tại mình đang làm việc tại công ty FPT Software và địa chỉ là ở Hà Nội. Công việc của mình đảm nhận chính là ở trong bộ phận quản lý chất lượng. Theo mình nhìn nhận thì FPT Software là một môi trường rất là lý tưởng cho tất cả các bạn có thể trao đổi được ước mơ đam mê về công nghệ thông tin, và mình chúc tất cả các bạn sẽ chăm chỉ học tập và trao đổi được ước mơ của mình trong tương lai. Mình tốt nghiệp trường Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và mình gia nhập Epsop từ tháng 1 năm 2015. Và hiện tại bây giờ mình đang là một test leader của Z79 của FPT Software và là một người con của xứ nghề. Và với truyền thống hiếu học của quê mình thì chỉ hy vọng và mong muốn rằng các bạn sẽ luôn luôn cố gắng, nỗ lực trong cuộc sống cũng như trong học tập để thành công trong cuộc sống sau này, cơ hội sau này. Chào! Hiện tại thì mình đang làm việc và công tác tại công ty FPT Software ở Nhật Bản. Thì bây giờ là mình đang đi bộ ra ga tàu để đi làm. Tôi được biết là khi mà chia sẻ về cái chiến lược phát triển của Epsop trong thời gian tới thì anh có chia sẻ rằng là sẽ đưa 30.000 bạn trẻ Việt Nam ra nước ngoài để cùng làm việc cạnh tranh với các công ty tập đoàn lớn trên thế giới. Vậy thì tôi băn khoăn không biết là trong cái chiến lược phát triển này thì liệu học sinh của trường chuyên Phan Bội Châu nói riêng, học sinh từ tỉnh Nghệ An nói chung thì có cái sự ưu ái hoặc là cái cơ hội vượt trội hơn so với các bạn ở tỉnh khác hay không? Và nếu không thì các bạn sẽ phải chuẩn bị những cái điều kiện gì ạ? Dạ vâng. Tôi muốn nói là thế giới phẳng và cạnh tranh bây giờ là công bằng. Các em rất khoát phải chứng minh cả ba điều. Các em phải học tập về kiến thức, trong đó là tiếng Anh. Tôi nói lại là ngôn ngữ làm việc, không phải là ngoại ngữ nữa. Các em phải chuẩn bị sẵn một điều thứ hai mà ở các trường chuyên lớp chọn hiện nay đang không phải là thế mạnh. Đấy là việc luyện tập thể lực. Một trong những điều mà tôi khi đi đưa hàng ngàn các em ra nước ngoài thì mới phát hiện ra rằng các em rất thông minh, làm việc rất chăm chỉ, nhưng chúng ta có một điểm yếu, và tại vì từ bé, đấy là điểm yếu về thể lực. Các em sẽ rất khó khăn khi mà làm việc một cách bền bỉ, làm ở trong những dự án đòi hỏi làm việc nhiều giờ liền, nhiều ngày liền. Và cái điều này là điều mà ở các trường chuyên lớp chọn là điểm yếu. Và tôi nghĩ đây là một trong điều phải thay đổi lớn. Và điều thứ ba, cái này cũng là điểm yếu. Tức là các em được học thì rất giỏi, nhưng kỹ năng sống, phong cách sống của các em thì lại không được đào tạo. Vì vậy để đào tạo toàn diện cần có 3 điều: đào tạo về kiến thức, đào tạo về thể lực và đào tạo về kỹ năng sống. Thì cả 3 điều đấy hiện nay ngay cả đối với các em ở học sinh trường Phan cũng chưa phải là thế mạnh. Trừ điều đầu tiên, thực sự các em học rất giỏi. Các em ở trường Phan học không khác gì các em ở Quốc học Huế, không khác gì các em ở Chu Văn An, Amsterdam, vân vân. Tuần tới đây tôi cũng có buổi nói chuyện với 1.300 học sinh ở trường Chu Văn An ở Hà Nội, thì tôi cũng sẽ giới thiệu là tôi đã từng đến gặp các em học sinh trường Phan, và tôi nghĩ rằng là các em, những học sinh trường Phan luôn luôn có cuộc cạnh tranh rất lớn đối với học sinh trường Chu Văn An và Amsterdam, đúng không? Vâng, xin cảm ơn anh Nam Tiến. Và trước những cái nhận định của anh Nam Tiến về học sinh trường mình như vậy thì có bạn nào có phản biện nào không? Các bạn đồng ý hết ạ? Vâng, thưa anh Nam Tiến, là đó là về phía các bạn học sinh. Vậy thì về phía các bậc phụ huynh, nhà trường và đặc biệt là ngành giáo dục, thì theo anh là chúng ta sẽ cần phải làm những cái điều gì để có thể chuẩn bị tốt cho các bạn học sinh hòa nhập thành công trong cái cuộc cách mạng công nghệ 4.0 ạ? Dạ vâng, nói riêng với các phụ huynh như này thì tôi nói này, tôi không biết có lý do gì mà rất rất nhiều vị phụ huynh cho rằng cái việc giáo dục là trách nhiệm của nhà trường. Tôi nghĩ điều đấy là sai. Trách nhiệm giáo dục đầu tiên đấy là gia đình. Để đào tạo được kỹ năng sống, phong cách sống, đấy là từ gia đình. Làm sao để có những cái phong cách tốt đẹp, những kỹ năng tốt thì phải từ gia đình. Rồi đến việc học hành cũng vậy. Nếu như thực sự bố mẹ có hiểu biết, có cái nhìn mở rộng, có cái nhìn ra phía bên ngoài nhiều, thì bao giờ cũng vậy, sẽ tạo cho con cái cũng có cách nhìn như vậy. Nếu trong gia đình
cái sự tranh luận trong gia đình không phải là chỉ bố mẹ nói con nghe, bố mẹ nói là chân lý, mà tạo ra sự tranh luận ngay cả trong gia đình, tranh luận một cách lành mạnh ở trong gia đình qua tìm hiểu ở nhiều nguồn khác nhau. Thì chính cái cách này đã tạo dựng sẵn cho các em một môi trường lành mạnh để phát triển trong tương lai. Tôi biết rằng là với việc các em học giỏi như hiện nay, cái việc mà các em ra trường kiếm được việc không phải là quá khó khăn. Nhưng có thể trở thành những công dân toàn cầu hay không, để trở thành những con người xuất sắc hay không trong vòng 5 năm tới, 10 năm tới, thì đòi hỏi các em phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Có rất rất nhiều em học rất giỏi, khi bước ra nước ngoài đã không sống được. Bởi vì là các em không được đào tạo, không được chuẩn bị sẵn về kỹ năng sống và phong cách sống. Các em chả cảm thấy là xa lạ ở môi trường như vậy. Các em cảm thấy khó khăn khi mỗi một ngày phải đi một tiếng đi, một tiếng về bằng tàu điện ngầm, bằng các phương tiện giao thông công cộng. Bởi vì các em quen ở đây là chúng ta tự đi xe máy, tự đi xe đạp và khoảng cách rất ngắn. Các em không thể hình dung là cái việc mà ra nước ngoài một tiếng đi học, một tiếng đi về bằng các phương tiện khác nhau và đặc biệt bằng đi bộ. Một điều kỳ lạ là mặc dù nước ta là nước nghèo, nhưng phần lớn các bạn học sinh nước ta không có năng lực, không có khả năng đi bộ liền một tiếng đồng hồ. Mà việc này là việc hết sức bình thường ở nước ngoài. Việc các em phải đi bộ 5-6 km một ngày là việc vô cùng bình thường. Còn đi 10.000 bước, tức là khoảng 8 km một ngày là điều tất nhiên rồi. Thế nhưng mà điều vô cùng ngạc nhiên là phần lớn các học sinh cấp 3 khi đi ra nước ngoài thì cảm thấy đều đuối sức, không thể quen được. Tiếp đến nữa là các em được cưng chiều vì học sinh trường chuyên. Phần lớn các em khi ra nước ngoài chỉ có đi ăn hiệu thôi, bởi vì không có khả năng nấu đồ ăn cho bản thân mình. Tôi rất mong trường Phan sẽ có lớp dạy nấu ăn. Tiếp đến nữa là phần lớn các em ngồi ở đây không bao giờ em nào biết sử dụng máy giặt và máy sấy khô quần áo khi đi ra nước ngoài cả. Thậm chí là một cái máy mua hàng tự động các em cũng loay hoay mãi mới học được cách mua hàng. Đấy, đấy là kỹ năng sống và phong cách sống. Tôi có thể khoe các em này, bằng lò vi sóng tôi có thể nấu cơm, tôi có thể xào rau, tôi có thể nấu canh, tôi có thể nướng thịt, tôi có thể kho trứng, tất cả mọi thứ đều làm được. Trong khi đó, các em, có một loạt các em học sinh, sinh viên ra trường, việc đầu tiên sử dụng lò vi sóng, đấy là làm nổ tung mấy quả trứng ở trong lò vi sóng. Không tin, ngày hôm nay các em về, anh đố các em nào ở đây luộc được trứng bằng lò vi sóng. Các em về thử ở nhà. Vâng. Vâng, xin cảm ơn anh Nam Tiến về những chia sẻ sát thực vừa rồi. Như vậy là các bạn học sinh, nếu như mình cảm thấy là có những điều gì mà mình chưa thực sự làm tốt, thì hy vọng rằng trong tương lai các bạn sẽ cố gắng làm tốt hơn. Thưa anh Nam Tiến, là khi mà trao đổi với báo chí cũng như là các trường đại học, thì anh có chia sẻ rằng là FPT không chú trọng bằng cấp, mà điều quan trọng đặt lên hàng đầu đó chính là phải bằng năng lực và thái độ của nhân viên. Thế nhưng mà khi mà theo dõi cái chương trình Người Được Chọn trên VTV6 thì tôi lại thấy khá mâu thuẫn khi mà anh rất khắt khe đối với các ứng viên, thì anh chia sẻ như thế nào về điều này ạ? Vâng, tôi có rất nhiều đồng nghiệp chưa tốt nghiệp đại học và đi làm việc ra nước ngoài, và các bạn rất là xuất sắc. Thế còn trong chương trình truyền hình thì các bạn biết rồi, trên truyền hình nhiều khi mình cũng phải diễn một chút, nhưng thực tế là thế này. Các em cần phải rõ ra, ở FPT chúng tôi, nếu mà em nào mà khoe rằng là em là học sinh của trường Phan, em học sinh của trường Chua Đan, em học sinh của trường Amsterdam, thì ngay lập tức không phải qua vòng sơ loại mà vào ngay vòng phỏng vấn trực tiếp. Phần lớn các em mà khoe rằng anh ơi em tốt nghiệp khoa công nghệ thông tin, khoa khoa học máy tính, khoa điện tử viễn thông của trường Đại học Bách khoa Hà Nội, của trường Đại học Công nghệ, của trường Đại học Tự nhiên, của trường Bưu chính Viễn thông, của Học viện Kỹ thuật Quân sự, của Đại học FPT, thì về cơ bản, kể cả qua phỏng vấn thì chúng tôi nhận hết. Điều đấy nghĩa là gì? Điều đấy thực sự là các em đang chuẩn bị có một nền tảng rất là tốt. Tuy các em có thể không cần bằng đại học, nhưng các em nói rằng anh ơi em học chuyên toán của trường Phan, đấy là một cái gọi là bọn tôi gọi là giấy chứng nhận đỏ đối với các em. Vâng, xin cảm ơn anh. Và tôi không biết là các bạn học sinh tại thời điểm này thì có câu hỏi nào dành cho anh Nam Tiến không ạ? Xin chào anh, em tên là Tuyển, học lớp truyền tin ạ. Em thì muốn hỏi anh câu hỏi là trong thời gian em học tin thì em thấy là học tin là tiếp xúc với màn hình máy tính nhiều, các thiết bị điện tử, và
học là rất mất thời gian và thường xuyên ngủ muộn, có thể là ảnh hưởng sức khỏe. Thì anh là một người làm việc lâu năm trong ngành tín đi, thì anh có kinh nghiệm nào để giúp em hạn chế những tác hại xấu của sức khỏe không ạ? Em hỏi khó quá. Anh kể chuyện cá nhân của anh. Anh vốn dĩ là đủ tiêu chuẩn làm phi công trước khi làm máy tính. Và bây giờ cái kính này của anh nó cận số 6 rồi em ạ. Biết làm thế nào được, nghề nào nó cũng đòi hỏi một số gọi là gì nhỉ, trả giá. Vâng, thực ra mà nói trong phần bọn anh rất hay nói gọi là no free lunch, tức là không có bữa trưa nào miễn phí. Có nghĩa rằng là thực sự để mà lao động được, để mà làm việc được, thì anh cũng phải chia sẻ một nỗi buồn của em là có đến 70% các kỹ sư phần mềm là đều bị cận. Vâng. À, nhưng mà làm kỹ sư phần mềm thì nó cũng có cái hay là thường là thể lực yếu, bởi vì 10 tiếng mà em chỉ ôm mỗi cái máy tính thôi. Thành ra nếu mà em làm ở chỗ anh thì lại sẽ rất lợi, bởi vì anh có bể bơi, anh có phòng tập gym, anh có sân vận động để bọn em vận động thường xuyên. Vâng. Đấy, cái đấy là để quảng cáo cho công ty một chút. Thế còn về sức khỏe thì phải ngủ nhiều. Và kinh nghiệm của anh ấy thì là chúng ta thường hay, các em chắc cũng thế, các em thường là rất khó khăn khi mà hay mất ngủ, ngủ ít. Thì kinh nghiệm để ngủ rất đơn giản các em ạ. Các em biết là làm nào ngủ được không? Rất đơn giản. Cứ khi nào muốn ngủ ấy thì em cứ mang sách địa lý và lịch sử văn học ra đi học. Đọc sách, học, đọc sách truyện thì mình sẽ thức cả đêm để đọc. Nhưng mà đọc sách để học ấy, chỉ 5 trang thôi là em ngủ mất. Đấy là kinh nghiệm thật đấy. Vâng. Vâng, xin cảm ơn anh Nam Tiến. Và không biết là có bạn nào có câu hỏi khác dành Nam Tiến không ạ? Vâng. Dạ, em chào anh. Em là Đức Hiểu, học sinh chuyên toán, lớp 12 chuyên toán của Phán. Thì em có câu hỏi cho anh là, như hồi nãy anh đã nói, thì là công nghệ thông tin đang ảnh hưởng, đang có xe ảnh hưởng đến ngành Ý. Vậy thì em muốn hỏi anh là trong tương lai gần thì hẳn sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các bác sĩ được đào tạo truyền thống, và trong khoảng 5-10 năm nữa thì xu thế đào tạo các bác sĩ của ở các đại học sẽ thay đổi như thế nào? Dạ vâng, câu hỏi thứ hai của em anh không trả lời được. Thực sự anh không biết, là tức là trong 5 năm 10 năm tới đào tạo bác sĩ như thế nào anh không biết, nhưng ảnh hưởng bác sĩ thế nào thì anh biết. Thứ nhất là bác sĩ ngày hôm nay không còn sử dụng kiến thức của bản thân mình, chỉ riêng bản thân mình hoặc là trong một cái hội đồng nhỏ nữa. Bác sĩ ngày hôm nay với bất kỳ một bệnh nào thì người ta sẽ có một cái database, tức là một cơ sở dữ liệu vô cùng lớn và của những chuyên gia hàng đầu thế giới. Ngày xưa một bác sĩ chỉ có thể hỏi những đồng nghiệp của mình ở trong cùng bệnh viện, hoặc là thầy giáo cũ, hoặc là ở trong một vài bệnh viện quen biết. Thì ngày hôm nay với việc truy cập vào cơ sở dữ liệu chung thì họ đã có sẵn trong tay một cái lượng kiến thức khổng lồ, với nhiều kiến thức mà rất khó tiếp cận nhờ công nghệ thông tin mà ngày hôm nay họ biết được như vậy. Thứ hai, với những triệu chứng bệnh, đặc biệt những bệnh lạ, họ có thể gửi lên trên mạng để chia sẻ với rất hàng trăm các phòng thí nghiệm, bệnh viện khác nhau trên toàn cầu, và sẽ được cái sự hỗ trợ về kiến thức một cách free, một cách hoàn toàn miễn phí của một hệ thống vô cùng nhiều các giáo sư bác sĩ hàng đầu trên thế giới. Tiếp đến nữa là nhờ công nghệ, như anh nói, như IM Watson chẳng hạn, như hệ thống chẩn đoán da của FPT chẳng hạn, thì cho phép là bác sĩ sẽ được một hệ thống chuyên gia là máy, là hệ thống gọi là AI, hệ thống trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ cho mình trong công việc chẩn đoán và việc chữa bệnh. Tiếp đến nữa là việc phát triển công nghệ, đặc biệt là VR, AR, tức là các em đeo các kính ảo vào trên mắt như thế này. Thì khi đấy, thì cùng với việc là em quan sát và xử lý với bệnh nhân khi vào phẫu thuật, thì ở sau lưng em, ở cách xa hàng ngàn km, hàng chục ngàn km, thì có thể là những giáo sư hàng đầu thế giới liên về ngành ngoại, liên quan đến thần kinh, liên quan đến mạch máu, liên quan đến xương, liên quan đến tim mạch, họ sẽ hỗ trợ trực tiếp, và họ ngồi tuy là xa hàng ngàn km, nhưng mà dường như họ ngồi ngay cạnh em. Với tiến bộ về liên quan lĩnh vực IoT, tức là Internet of Things, thì cơ thể chúng ta sẽ được có rất nhiều các sensor, thậm chí những sensor được thả vào trong mạch máu, những sensor được thả vào trong đường ruột để lấy thông tin và tạo ra những thông tin hoàn toàn chính xác, trực tiếp, và nhiều các phương pháp chữa bệnh mới đã được xuất phát từ đấy. Hiện nay tại chẳng hạn như tại chỗ chúng tôi tạo ra những con sensor chạy không còn pin, mà sensor đấy chạy bằng sự chênh lệch giữa nhiệt độ cơ thể và nhiệt độ môi trường.
Cái đấy là hướng sắp tới cái việc mà mỗi một người đeo một cái sensor ở trên người để kiểm tra nhịp tim, huyết áp, lượng đường máu, lượng các chỉ số về mỡ, chỉ số vân vân là việc vô cùng bình thường. Hiện nay trong phòng thí nghiệm đã có sản phẩm đấy thương mại và tôi tin rằng những sản phẩm đấy sẽ phát triển ra rất nhanh. Các hệ thống đấy sẽ nối liền với các hệ thống trên nền nền tảng 5G và Internet. Sẽ ngay lập tức nếu như bạn có những biến chứng, ví dụ như là ông bà các bạn có thay đổi về huyết áp, thay đổi về tim, ngay lập tức nó sẽ gửi lời cảnh báo đến những người thân trong gia đình, gửi lời cảnh báo đến bác sĩ, gửi lời cảnh báo đến những nơi cấp cứu. Tiếp đến nữa là với những hệ thống xử lý hình ảnh như hiện nay, thì trong vòng thời gian rất là ngắn, với hệ thống quét và dựng lại ngay toàn bộ cơ thể của các bạn, sẽ đọc được toàn bộ hệ thống mạch máu, toàn bộ hệ thống xương, toàn bộ hệ thống thần kinh, toàn bộ hệ thống cơ, và cho phép các bác sĩ có thể nhìn rõ như là nhìn đang được nhìn trực tiếp vào trong cơ thể. Tất cả những tiến bộ đấy hiện nay đang được triển khai và đang được phổ biến trên toàn thế giới. Điều này là sẽ thay đổi về ngành y rất lớn. Tiếp đến nữa là liên quan ngành dược. Cho đến giờ chắc các em biết là ở Toshiba chúng tôi rất là tự hào là làm việc cùng họ. Chỉ cần một giọt máu thôi thì một trong những cái loại bệnh mà nguy hiểm nhất trên thế giới là họ có thể chẩn đoán độ chính xác trên 80%, độ khoảng mười mấy cái loại ung thư khác nhau. Các em đều biết là ung thư nếu mà phát hiện ở giai đoạn 1 thì về cơ bản là chữa khỏi, nhưng phát hiện ở giai đoạn 3 thì sẽ không chữa khỏi được, về cơ bản không chữa khỏi được. Và việc chẩn đoán ung thư sớm là việc rất quan trọng. Thì bây giờ chỉ cần một giọt máu với giá thành độ khoảng $100 thì hàng chục bệnh ung thư khác nhau sẽ được chẩn đoán. Tiếp đến nữa là công nghệ liên quan đến nano, liên quan đến gen. Thì bây giờ phần lớn cái việc mà tạo ra các vaccine để phòng những cái loại bệnh mà rất là khó, rất khó chữa đang được tiến hành. Đấy, đấy là ngành y. Và tôi rất rất mong là nếu mà em học chuyên toán mà em đi học bác sĩ và hướng về công nghệ như vậy thì tôi nghĩ là tuyệt vời. Các bác sĩ đang rất thiếu những chuyên gia toán ở trong đấy, những chuyên gia về gọi là data scientist, chuyên gia về dữ liệu ở trong đấy. Vâng, xin cảm ơn anh Nam Tiến. Và chúng ta sẽ dành một quyền trả lời cho một câu hỏi. Vâng, một câu hỏi cho bạn học sinh tiếp theo. Hello, em chào anh. Em là tên Lâm Minh, em đến từ chuyên lý. Thì em muốn hỏi là bởi vì em là học sinh chuyên lý thì thời gian tiếp cận đến môn tin học, các môn khoa học máy tính thì chắc chắn là không thể nhiều bằng các bạn học chuyên tin. Và kỹ năng toán thì cũng thì không thể bằng các bạn chuyên toán được. Thì em muốn hỏi là để mà vào công nghệ thông tin thì làm cách nào để đuổi kịp và có thể mình cân bằng lại cuộc chơi so với các bạn chuyên tin ạ? Dạ vâng, ở đây có ai học chuyên ngữ không? Có ai học chuyên văn không? À, toàn tự nhiên hết đúng không? Anh muốn nói với em này, 40% các kỹ sư phần mềm là không học công nghệ thông tin ra. Đấy, để em hoàn toàn tự tin vào chuyện này. 40%, bởi vì sao? Bởi vì phần lớn tất cả các em học tự ngành tự nhiên đều có tư duy logic rất là tốt. Và đấy là cơ sở để em làm trong ngành công nghệ thông tin. Thành ra em không việc gì phải lo lắng cả. 40% đồng nghiệp của anh là không phải học từ công nghệ thông tin. Em hoàn toàn thoải mái chuyện đấy đúng không? Vâng, và chúng ta vẫn còn thời gian cho một câu hỏi nữa. Vâng, xin mời bạn. Em cũng đến từ chuyên lý thì em có một câu hỏi đó là hiện nay thì mỗi năm là có bao nhiêu cơ hội nên là sẽ không có ai muốn mình học lệch ngành cả, ngay cả ngành công nghệ thông tin. Thì mà trong khi đó là cơ hội để tiếp cận đến việc làm hiện tại là của các bạn học sinh gần như là bằng không. Thì em muốn hỏi là liệu có cách nào để kiểm chứng được liệu mình có phù hợp với công việc mình sẽ chọn? Có. Anh trả lời em. Hiện nay bọn anh có xây dựng một cái hệ thống gọi là đào tạo, gọi là mentor và mentee. Tức là em bây giờ là học sinh lớp 12, em muốn học bất kỳ một ngành nào đấy, bất kể luôn, học lập trình bất kể ngôn ngữ nào, em học về cơ sở dữ liệu bất kể hướng nào, em sẽ đăng ký vào đấy và lúc đấy người ta sẽ cho em một người thầy giáo. Người này chỉ một kèm một với em thôi. Và nhanh chóng trong vòng 3 tháng em sẽ hiểu được rằng là để làm việc đấy thì mình phải học cái gì, học như thế nào, và em sẽ kiểm chứng được luôn là mình có năng lực hay không. Vâng, xin cảm ơn anh. Xin chào anh, em tên là Nguyễn Quang Băng, đến từ lớp chuyên tin của trường Phan Bội Châu. Theo như anh nói đó là trong tương lai thì ngành công nghệ thông tin sẽ trở thành một ngành rất là hot. Nhưng
Nhưng mà em nghĩ là đến một kỷ lục mùa đó thì chúng ta cũng sẽ thừa nhân lực. Và ý em là vậy thì đến kỷ lục đó thì gọi là chị ấy, xu hướng ấn sẽ ra sao ạ? Khi mà chúng ta đã thừa nhân lực trong ngành công nghệ thông tin. Dạ vâng. Tôi có chuẩn bị sẵn cho em cái bản dự báo đến năm 2030. Ít nhất là để cho đến năm 2030. Em yên tâm là công việc của em vẫn rất hot. Còn sau đấy thì nói thật là em đừng bắt anh làm những việc khó quá. Sau đấy thì anh không biết. À, được rồi, cảm ơn anh ạ. Vâng, xin cảm ơn các bạn học sinh. Thưa anh Nam Tiến là chủ tịch của FPT Software thì là một người rất bận rộn, nhưng anh vẫn luôn dành thời gian để trò chuyện cũng như là chia sẻ với các bạn trẻ. Vậy thì không biết là có phải anh và Fsoft đang nỗ lực tìm kiếm những cái nhân tố kế tiếp để cùng anh thực hiện cái giấc mơ là sẽ viết nên những cái phần mềm Made in Việt Nam không? Tôi kể em câu chuyện này. Cách đây 3 năm, ông tổng giám đốc của hãng Airbus, nếu các em bay máy bay từ thành phố Vinh đi Hà Nội, đi Hồ Chí Minh thì gần như 100% các em sẽ bay trên chiếc Airbus 320 và 321. Ông ấy sang Việt Nam và gặp chúng tôi. Khi chúng tôi trình bày về các bạn trẻ Việt Nam làm về IoT, Internet of Things như thế nào, ông đứng lên, ông bắt tay, ông bảo: anh Tiến, hãy gửi cho chúng tôi những người giỏi nhất của các anh sang Toulouse, thành phố miền Nam nước Pháp, nơi sản xuất những máy bay khổng lồ Airbus 380. Và lúc đấy tôi cử 5 bạn, chỉ có một bạn 8X, còn lại 4 bạn 9X bay sang đấy. Trong vòng 2 tháng trời, các bạn làm việc ở trên chiếc máy bay Airbus 380, xây dựng những ứng dụng trên đấy. Và ngay sau đấy, Airbus đã chấp nhận chọn chúng tôi thành đối tác. Và trong câu chuyện này, tôi kể các em một câu chuyện mới xảy ra. Có lẽ các em không biết là ngay đầu năm nay, khi mà Pakistan và Ấn Độ có xung đột ở biên giới, một chiếc máy bay chiến đấu của Pakistan bắn rơi một chiếc MiG-21 của Ấn Độ. Thì lúc đấy cả hai nước đấy khóa luôn bầu trời, tức là không cho máy bay bay ra bay vào nữa. Và lúc đấy tại Pakistan chúng tôi có 5 đồng nghiệp đều 9X đang làm việc ở Islamabad ở Pakistan. Lúc đấy thực sự hệ thống, toàn bộ hệ thống chúng tôi phải báo động, bên Airbus cũng báo động, bởi vì khả năng chiến tranh giữa hai nước xảy ra. Chúng tôi phải chuẩn bị sẵn phương án là thuê lực lượng đặc nhiệm để đi đường bộ bằng ô tô từ Bangladesh vào Pakistan để đưa các đồng nghiệp mình ra. Vì vừa rồi tôi mới bảo là tôi muốn gặp lại 5 bạn đấy, thì 2 bạn giơ tay bảo, nhắn lại email: anh Tiến ơi, em đang ở Bulgaria để triển khai cho một hãng hàng không Bulgaria. Còn 3 bạn còn lại thì một bạn nói rằng em sẽ gặp lại anh Tiến, còn 2 bạn còn lại thì nói rằng là: anh ơi, em phải sang Đức để triển khai cho hãng hàng không lừng danh nước Đức, Lufthansa. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là các bạn trẻ của chúng ta ngày hôm nay phần lớn là 9X, hơn các em không bao nhiêu tuổi cả, đang bay đi khắp nơi trên thế giới. Họ đang làm chủ trong tay những công nghệ mới nhất trên thế giới. Thế nhưng chưa đủ. Tôi luôn luôn áy náy, luôn luôn cảm thấy một điều thôi thúc. Đấy là làm sao chúng tôi đã tiếp cận được những công nghệ mới nhất, làm việc cho những hãng lớn nhất, nhưng vẫn thiếu một điều. Đấy là những sản phẩm Made in Việt Nam. Chúng tôi gọi là Made in Việt Nam và Made by FPT. Và tôi tin rằng chúng tôi đã tiến đến rất gần chỗ đấy. Và các em, những người đang ngồi trong căn phòng này, chính là những người mà tôi hy vọng nhất sẽ trở thành những người con Việt Nam, sẽ tạo ra được những sản phẩm Made in Việt Nam, Made by Fsoft, để mang đi toàn cầu, để hàng triệu người, hàng chục triệu người, hàng trăm triệu người sẽ sử dụng những phần mềm như vậy. Vâng, vậy thì khi nhìn ngắm những khuôn mặt này, khi được lắng nghe những câu hỏi của các bạn học sinh ở đây, thì anh có nhìn thấy những cái nhân tố máu lửa nào mà có thể sẽ đồng hành với anh tương lai không? Dạ vâng, tôi nhìn thấy các bạn giống như là hệt như là những hơn 30 năm trước đây. Tôi mặt trông thế này thôi, nhưng mà con gái của anh, con gái đầu đã 28 tuổi rồi. Vậy thì không biết là có phải là những người mà làm việc trong trường công nghệ thông tin thì sẽ trẻ được như anh không? Cái này các em thận trọng một tí nhé. Cái này quay trên truyền hình thì cũng hơi phải thận trọng, nhưng mà ngày xưa thì là anh là lấy vợ từ hồi còn làm sinh viên, và hồi đấy bác sĩ bảo cưới, thành ra các em bây giờ cũng thận trọng thế. Vâng, xin cảm ơn anh Hoàng Nam Tiến, chủ tịch công ty phần mềm FPT, về cuộc trao đổi trò chuyện rất là cởi mở và chân thành dành cho các bạn
học sinh đến từ trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu nói riêng và các bạn học sinh đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Nghệ An TV, fanpage truyền hình Nghệ An và fanpage Thời sự NTV. Và thưa quý vị, thì thực sự là những cái chia sẻ của anh Hoàng Nam Tiến vào buổi sáng ngày hôm nay thì là một kênh thông tin rất hữu ích để cho các bạn học sinh cũng như là các bậc phụ huynh tham khảo trước khi mà đưa ra quyết định cuối cùng về việc chọn ngành nào và chọn trường nào để đi sau khi các bạn tốt nghiệp trung học phổ thông. Và một lần nữa xin cảm ơn anh Hoàng Nam Tiến, cảm ơn sự tham gia của các bạn học sinh cũng như là của các thầy cô giáo, và xin kính chào và hẹn gặp lại. Anh có chỉ có một mong ước thôi là các em sẽ sớm trở thành đồng nghiệp của anh. Cảm ơn các em. Vâng, cảm ơn anh Hoàng Nam Tiến, cảm ơn các bạn học sinh rất nhiều.